Giá gia cầm hôm nay ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022, cuối tuần không biến động. Giá gia cầm hôm nay vẫn chưa ghi nhận bất kỳ thay đổi nào kể từ sau ngày 25 tháng 11. Ba mặt hàng gà, vịt và trứng gà trong những ngày đầu tháng 12 khá ổn định. Giá gia cầm hôm nay, ngày cuối tuần tiếp tục giữ nguyên, tương tự như từ ngày 25 tháng 11 đến nay, các mặt hàng gà, vịt và trứng gà duy trì giá bán, không ghi nhận thay đổi mới, giá gia cầm nhìn chung ổn định không quá cao ở các địa phương, thị trường yên ắng, không sôi động. Cuối tuần, giá cả hôm nay rất bình ổn, không có bất kỳ sự chênh lệch nào so với hôm qua ở tất cả các địa phương. Tại thủ đô Hà Nội hôm nay ghi nhận giá gà mía là 95.000 đồng mỗi kg, giá gà minh dư tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là 53.000 đồng mỗi kg. Phú Thọ và Nghệ An cùng có giá bán gà mía, gà minh dư và gà ri lần lượt là 95.000 đồng mỗi kg. 58.000 đồng mỗi kg và 50.000 đồng mỗi kg. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, giá gà nòi hôm nay vẫn bám mốc 75.000 đồng mỗi kg. Giá gà mì tại Nghệ An là 95.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 95.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 53.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 60.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 58.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 58.000 đồng mỗi kg. Giá gà di tại Nghệ An là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg. Giá gà nòi tại Cần Thơ là 75.000 đồng mỗi kg. Giá vịt hôm nay vẫn giữ giá bán tương tự như những ngày trước đó, giao động từ 31.000 đến 36.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá vịt thấp nhất cả nước, thủ đô Hà Nội, Phú Thọ Nghệ An và thành phố Cần Thơ là những nơi có giá cao nhất, giá vịt không quá cao, ảm đạm vào những ngày cuối năm. Giá vịt tại Hồ Chí Minh là 32.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 31.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 36.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 35.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 36.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 36.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 36.000 đồng mỗi kg biểu đồ giá trứng gà đỏ và trứng gà trắng hôm nay tương tự như giá gà và vịt, duy trì đã đi ngang, không có chênh lệch lên, xuống ngày cuối tuần. Cụ thể, giá trứng gà trắng là từ 2.000 đến 2.300 đồng mỗi kg, trứng gà đỏ là 2.000 đến 2.200 đồng mỗi kg. Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện, giá gà. Vì sống đang ở mức khá cao hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ, xung quanh vết nước phồng lên có màu đen. Để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông Hợi thông tin. Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ước, bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông hỏi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Ông hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông sơ xác, đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông hợi cho rằng mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm, còn vịt già, bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng.